Xin chào mọi người, thì hôm nay mình đang dẫn đoàn đi tham quan cái ngôi nhà này, là nhà của công tử Bạc Liêu, một trong những ngôi nhà rất là nổi tiếng ở tại thành phố Bạc Liêu. Hôm nay chúng ta sẽ thăm lại ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1919. Sẽ có rất là nhiều hiện vật cũng như là rất là nhiều những cái vật có giá trị trong ngôi nhà này. Xin mời đoàn mình chúng ta di chuyển vào bên trong. Khi mà mình đặt chân vào ngôi nhà thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái chiếc xe hiệu là SVK. Mặc dù là nhà của công tử Bạc Liêu trước kia đã từng có một chiếc Ford rồi, nhưng mà khi mà đón con mình trên quê bái tổ đó, thì ông chồng xin chạch lên Sài Gòn bỏ hẳn một số tiền lớn để tạo một chiếc xe mới để đón con mình đi học ở nước Pháp về. Cho nên là cái chiếc xe này bây giờ hiện tại là cũng là một kỷ vật của gia đình anh chị hết. Khi mà mình bước vào trong cái gian chính ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái bộ ghế trường kỷ. Bộ ghế này dành để cho ông chồng xin chạch tiếp các cái vị quan quyền ngày xưa này ha, chứ không phải người thường vô đây ngồi được, tiếp các cái vị quan quyền ở đây. Thì đây là cái phòng, cái nhà lớn ở đây. Đầu tiên mình sẽ nhìn lên cái tầng nhà đó. Đây là do những cái nghệ nhân người Pháp họ làm dễ bàn tay hết luôn. Khi mà chúng ta di chuyển vào trong nhà công tử Bạc Liêu thì chúng ta để ý là ở trong phòng này, nhà này không có hai cái phòng ngủ nha. Công tử Bạc Liêu trong nhà này có hai phòng ngủ, đây là cái phòng ngủ dành cho mùa hè. Nhìn ta biết đây, đây là những cái tấm đá cẩm thạch này, đá này ướp lên để cho cái mùa hè đó thì có 6 cái miếng đá này sẽ giúp giữ cho cái giường người ta mát lạnh, giúp cho ngủ ngon nha. Và bên đây mình để ý bên đây là có một cái tủ đựng quần áo, tủ đựng quần áo ở đây là có thường dụng tiền. Ở đây là bàn trang điểm thôi, bàn trang điểm này không phải là bàn trang điểm của vợ của Bạc Liêu mà bàn trang điểm của công tử Bạc Liêu nha. Thì mình cứ muốn nhìn thấy đây. Và đây là cái góc để mà ông nghe nhạc cũng như là nghỉ ngơi, giống như ngồi uống thuốc gì đó thì sẽ ngồi như thế này. Còn các cái đồ vật này thì do là sau này chúng ta gắn thêm, em chỉ lên thêm thôi. Và mình để ý là cái gạch này, phía ngoài này gạch này là gạch cũ, còn trong đây là gạch mới. Tại vì thứ nhất là khi mà bắt đầu là cái nhà công tử Bạc Liêu mà người ta bắt đầu như người ta cướp đồ đó, tại vì cũng là chia của lại cho người dân thì người ta vô người ta cướp đó. Thì người ta mới nghi ngờ là dưới đây không có chôn vàng như thế này, cho nên là người ta mới đào mới lên, đào mới lên hết để họ kiếm cái này có vàng, cuối cùng không có gì trên này. Thế là khi công ty Ngọc Quy họ mua lại cái này rồi, thì đầu họ mới lắp lát gạch mới, gạch này gạch mới hoàn toàn. Còn hầu như ở đây là cũng làm gì hết. Bây giờ qua cái phòng có những mùa hè đúng không? Mùa đông đúng không? Cái giường này cũng trị giá là 7 tỷ thì ha. Thì mình để ý là cái giường này là nó là gỗ bình đèn, cái loại gỗ đặc biệt cái là gỗ bình, khi mà mình nằm lên đây càng lâu nó càng giữ tăng cái nhiệt lên, thì giúp cho cái mình ngủ nó ấm hơn. Nên là cái này là cái giường ngủ mùa đông của mình đi và tập trung vào cái chỗ này, nghĩa là có hai phòng ngủ thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình xem cái tiền ngày xưa tốt nha. Trong đây mình chúng ta tham quan cái những cái vật dụng mà ngày xưa gia đình công tử Bạc Liêu sử dụng, ví dụ như là ly, bình, chén, đũa. Ngày xưa nó có hai loại tiền, thì một là tiền Đông Dương, là ba nước sử dụng là Lào, Campuchia, Việt Nam, là tiền này đây. Còn thứ hai là tiền này là của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa thì ha, nhưng mà ông không đốt tiền vàng mà ông đốt tiền mặt. Ở trong đây thì nó có hai tờ tiền, một cái tờ tiền đó là tờ 20 đồng và 20 đồng. Nhưng mà khi mà ông đốt tiền ở đây cái giai thoại này thì mình nghe thì chúng ta nói là đốt tiền đốt đính, nhưng mà thật sự là không có anh chị ha. Ông chỉ có đốt tờ 100 đồng là tờ con công, tờ đó tương đương thời điểm bây giờ là một tờ tiền đó chỉ giá là 10 xây vàng. Khi mà cô Bảy Phùng Há là một trong những nghệ sĩ đó mà ông yêu thích đó, thì trong một lần đi coi ca nhạc thì cô Bảy Phùng Há mới làm rớt cái chiếc bông của mình. Lúc này là ông Bạch Công Tử, ông mới dùng cái tờ tiền
mệnh giá là 5 đồng để ông đốt, tìm cái bông tai cho cô Bảy Phùng Hán. Lúc này thì công tử Bạc Liêu không ngần ngại rút ra tờ con công 100 đồng đốt, và cuối cùng là ông tìm thấy bông tai cho cô Bảy Phùng Hán. Nhưng chỉ biết là cái tờ lúc đó thời điểm mà 100 đồng là chỉ giá là 10 cây vàng, thời điểm tờ là 10 cây vàng. Nhưng mà cuối cùng thì cô Bảy Phùng Hán không chọn ông mà chọn Bạch công tử, là công tử Lê Công Phước ha. Đó, bây giờ từ nhập nước ngoài nữa anh chị, ở đây là có chín bậc nó tượng trưng cho là sinh lão bệnh tử đó, là trường thọ đó. Số 9 có với người Hoa chị ha, tại vì ông Trần Cái Trạch là ông người gốc Hoa. Rồi anh chị em chúng ta mình di chuyển vào trong căn phòng này. Căn phòng này là căn phòng của ông Trần Kim Trạch, là ông hội đồng Trạch, và vợ ông sẽ ngủ ở cái giường này. Ông bà sống cả cuộc đời là chỉ dùng cái chiếc giường thôi, còn công tử Bạc Liêu là cứ mỗi năm là phải thay giường mới. Cho nên chị thấy là có rất nhiều cái giường, mình nhìn thấy không ạ? Chùa cũng có, ở đây cũng có, rất là nhiều cái giường mới, mỗi năm là phải thay hết. Do là ông giàu nhưng mà ông này là ông không có kinh phí. Đây là cái bộ giường làm bằng quả đỏ, quả đỏ. Bộ giường này hiện tại rất là giá trị luôn. Và bên đây là cái bộ bàn ghế để ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện cùng với vợ con. Giờ nó sẽ ngồi cái bàn này, cái bộ bàn cũng bằng gỗ đỏ luôn. Đây. Và cái cửa này hôm nay cách đây là khoảng 3 km thì sẽ là cái phần mộ của công tử Bạc Liêu nè, trên kinh chi mộ đó, cách đây khoảng 3 cây số. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đi qua cái phòng bánh bài của công tử Bạc Liêu. Đây là để dành cho ông Trần Kinh Trạch ông phơi tiền, chị nghe phơi tiền. Tại vì ngày xưa là ở Đông Dương, là khu vực này là người nông dân ở đây là người ta sử dụng tiền giấy. Khi mà thu thuế đâu thu tiền điền đất về đó thì rất là nhiều tiền nó bị ướt. Ông đem lên đây ông phơi tiền anh chị em, nó có sân phơi tiền ở trên kia. Cái này là cái mâm lớn để dành ngày rằm đó, là ông sẽ đi cúng bánh. Đây là bánh in, ở ngoài mình đây gọi là bánh gì, ngoài Bắc thì gọi là bánh không ngoài đúng rồi. Còn cái này là cái nuôi ná, là để đi đem cơm vậy ha. Những cái lúc mà công tử Bạc Liêu mà đi chơi rồi đó, đi xuống tàu đó, thì ở nhà đem cơm hoặc đem đồ ăn đó, thì sẽ bỏ vô trong đây. Cái này là bằng tre bệnh lại đó nha. Đây là cái chỗ bộ bàn bắt tre, đây là cái bộ bàn này để dành cho công tử Bạc Liêu đánh bài. Ông đã từng đánh ở trước đây là một chén bài là trị giá 10 cây vàng anh chị nha. Bộ bàn này để ngồi đánh bài những các công tử khác, các vị công tử khác cho tới nhà sẽ vô bàn đánh bài. Còn đây là cái sàn này để làm gì, để cho những cái vị khách, những công tử khác mà lên đây đánh bài xong hoặc qua đây nằm nghỉ, hoặc là tối ngủ lại thì cũng sẽ ngủ qua lại cái giường này luôn vậy nha. Này có hơn 100 năm của dòng họ luôn, dòng họ Trần Chinh luôn anh chị ha. Cái dừa này rất lâu đời rồi. Đây là cái bộ bình cái quá lâu, tất cả những cái bình anh chị mình thấy ở phía dưới đều là bình sau này phục chế lại hết, chỉ có duy nhất cái bình này là còn nguyên từ cái thời ngày xưa luôn chị ha. Cái bình này là để dành cho công tử Bạc Liêu tiếp rượu, các công tử khi mà tới nhà thì sẽ tiếp rượu, phải ngồi trên cái bàn này để tiếp rượu anh chị ha. Bàn uống rượu đây. Dạ rồi, em xin mời gia đình mình chúng ta tiến vào đây, là khu vực quan trọng nhất của gia đình nhà họ Trần Chinh rồi ạ. Xin giới thiệu với anh chị, đây là ông họ Trần Chinh, tên đầy đủ ông là Trần Chinh Trạch, và kế bên là bà Phan Thị Mười là vợ của ông. Ông Trần Chinh Trạch cũng có một vợ đó. Trần Chinh Trạch là một người Hoa, từ nhỏ là rất là nghèo, sự nghiệp của ông là cũng thăng trầm. Nên chị biết là cái lúc mà ông đi ở đợ cho ông phá hộ á, thì lúc đó là cái phong trào là người Pháp á, người ta kêu gọi những con, những địa chủ là phải đi học tiếng Pháp. Mà lúc đó những cái phá hộ này là quá giàu đi. Cho nên là chị biết là khi mà những cái người địa chủ không muốn cho con mình đi học cho nó cực khổ, cho nên là bắt ông này như thế. Thì cuối cùng ông này là biết tiếng Pháp. Thì khi bắt đầu ông lớn lên thì ông vô trong giống như cái sở địa chính của Việt Nam ngày xưa đó làm thu thuế. Thì ông mới quen ông Ba Hồ Bì lúc đó là Phan Văn Bì, là cha của bà Phan Thị Mùi này. Ông là vua lúa gạo của miền Tây, một trong những người có điền rộng rất là nhiều. Nhưng mà ông thấy ông này là rất là giỏi, đẹp trai mà chưa có vợ, cho nên là ông mới gả con gái cho ông này đó, mà cho một số gia sản. Nhưng mà chỉ biết là ông rất là khéo ăn nói, khéo tài quan hệ đó, cho nên là ông được người Pháp cũng giúp đỡ, và dòng họ bên vợ giúp đỡ.
những cái người anh em của bà là vào Phan Thị Mùi này, bắt đầu đánh bài chơi rồi bao nhiêu đất bán lại bán thì bán lắm, ông chẳng chẳng mua hết. Thì ông Bá Hồng Biểu nghĩ là lọt sàn thì xuống nia, nghĩa là con của mình bán thì con rể nó hốt rồi, thì xuống đây từ từ dần dần. Và sau đó ông chơi thăm người báo, ông độc quyền muối, độc quyền rượu ở đây luôn anh chị ha. Và dần dần cái gia sản ông lớn, ông tới là 145.000 hectare ruộng, 110.000 hectare ruộng muối. Ở Bạc Liêu lúc bấy giờ là có 13 sở muối, thì ông là 11 sở muối rồi đó. Cho nên là một trong những người rất là giàu có. Nhưng mà ông tiết kiệm nha, không phải sản phí. Và trên đây thì chỉ cho chị thấy là hình ảnh của Trần Chinh Quy. Ông tên thật là Trần Chinh Quy, chứ không phải là Trần Chinh Quy, nha. Quy là ngựa. Nhà ông là có ba người con trai, Trần Chinh Đinh, Đinh là hai Đinh, ba Quy và Tư là Tư Cương, anh chị nha. Sau này ông thấy cái tên Quy nó không sang, tại vì Quy là ngựa, cho nên ông đổi tên của mình thành Trần Chinh Quy. Nên anh chị hay gọi là công tử Bạc Liêu hay là hội đồng ba, hay là khắc công tử của ông thị nước gia, ông Cam Đen. Đó, thì ông sinh năm 1900 và mất năm 1973. Rồi kế bên là bà Ngô Thị Đen, hay là bà người vợ được cưới chính thức anh chị nha. Nhưng mà không phải là người vợ đầu tiên, người vợ đầu tiên là cái bà vợ Đầm bên đây. Bà vợ Đầm bên đây mới là người vợ đầu tiên, và cái người con trai này là con người con trai lai pháp của ông và bà vợ Đầm này. Và bên đây thì chúng ta thấy là bà Nguyễn Thị Ngai là người vợ thứ hai của công tử Bạc Liêu. Đây là người mẹ hiện tại, chị mình thấy với có chú Trần Chinh Đức là người con trai thứ tư của bà Trần Thị Hai này đây, đang ngồi ở đây. Dưới anh chị để tiếp đoàn mình đó. Đó, đây là bà Trần Thị Lưỡng. Bà Trần Thị Lưỡng đây là một cái người con cũng rất là đặc biệt. Đó, giữa ông Trần Chinh Quy với lại là bà Ngô Thị Đen. Cô Hai Lưỡng có về một lần cái ngôi nhà này, sau đó không rời đây nữa. Dạ. Rồi thì bây giờ em mời đoàn chúng ta di chuyển qua bên đây, đi qua cái chỗ mà cái sạp hút thuốc phiện của công tử Bạc Liêu bên đây. Để cho công tử Bạc Liêu ngày xưa thích thuốc phiện thì sẽ lên đây chị nha. Cái sở thích của công tử Bạc Liêu ngày xưa là đánh bài và hút thuốc phiện. Nếu hút thuốc phiện thì sẽ có khu vực này riêng. À, những bạn bè của ông sẽ ngồi bên đây, ai hút thuốc lên đây chị ha, ai hút thuốc sẽ lên đây. Bên đây nào hút xong và sau đó là sẽ có người giám bốt, giám bốt, trái cây rồi dùng các kiểu. Mà xong qua đó tiếp tục, còn đánh bài đó ở bên đây, hút thuốc bên đây. Và bây giờ em xin mời đầu là chúng ta đi chuyển xuống khu vực phía dưới. Liêm đó, sẽ lại không đổ liêm đó. Dài. Cái bàn ở cái sạp đổ liêm để cho gia đình công tử Bạc Liêu để nghỉ trưa. Thì nghe, cái sạp đổ liêm này là đặc biệt cái là nó là một cái tấm gỗ nguyên khối. Chiều ngang của nó là 2m và dài của nó là 3m, là một tấm nguyên bản luôn chị nha. Một miếng dán người ta xả ra luôn. Dự kiến là cái tấm gỗ liêm này, cái tuổi thọ của cây gỗ liêm này nó phải từ 400 đến 500 năm thì nó mới ra được cái cây gỗ thân như thế này. Chị nha. Đây là bộ hoàng xoay. Hoàng xoay này là để ông Trần Chinh Trạch khi mà làm việc với các tá điền đó, thì tá điền sẽ vô đây để mà gặp làm việc với ông, ví dụ như trả tiền hay gì đó. Có vấn đề gặp ông thì sẽ làm việc như thế này. Và phía bên đây thì mình thấy cái hình ảnh là có chú Trần Chinh Đức, là con trai của công tử Bạc Liêu, là người con thứ tư của bà Trần Thị Lưỡng rồi đó, bà Trần Thị Hai đó. Thì sau cái thời gian là năm 1945, mình chỉ biết là nhà nước chúng ta tịch thu lại các cái điền sản lớn của các cái địa chủ, để mà đất đai được chia ra phân tán ra, nó là chúng ta hòa bình rồi. Cho nên là chỉ biết là đất đai rồi chia ra nhỏ, thì cũng chia ở một phần, mình chỉ biết là do là xưa sống cuộc sống giàu sang nó quen rồi. Nó là xài chung phí cờ bạc rồi cũng hết, không có thời gian chạy xe ôm Sài Gòn. Rồi sau đó được cái khu vực của nhà công tử Bạc Liêu là kêu gọi về. Ở đây thứ nhất là để là nhân chứng sống, cái thứ hai nữa nó là để bán sách và là nhân chứng sống ở đây. Hiện tại chú ở cách đây tầm khoảng hơn cây số thôi, nhà chú này. Nhà nước mình đang cấp cho cái nhà ở thôi, chứ không phải là nhà của chú luôn. Bây giờ đầu tự coi nha, chị cứ thấy tham quan cái bản này.